Trở lại ruộng lúa của chú Hoàng ở Cai Lậy, Tiền Giang, chú đang canh tác giống lúa OM18. Lúa này cũng được 12 ngày tuổi. Được biết đây là giai đoạn quan trọng để cây lúa phát triển và hình thành bộ rễ, đẻ nhánh và tăng số chồi hữu hiệu. Trong giai đoạn này, chúng ta nên cho nước vào ruộng xăm xắp từ 5 đến 7cm để cây lúa phát triển về bộ rễ. Nếu như thiếu nước, rễ sẽ kém phát triển, đẻ nhánh ít, thân lá ốm yếu. Còn nếu nước nhiều quá, cây sẽ dễ bị ngập úng. Còn việc bón phân, bà con nên bón phân cân đối, phân đạm trong giai đoạn này sẽ giúp cho cây lúa phát triển về rễ, thân cũng như là lá. Giai đoạn này bà con chú ý về phân lăng nhé, vì cây lúa còn nhỏ, bón thừa lăng sẽ làm cho cây lúa bị yếu, dễ đổ ngã về sau. Cỏ dại cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Xử lý cỏ dại, thường xuyên thăm ruộng, phun thuốc diệt cỏ khi cần thiết và đúng vào thời điểm. Quản lý sâu bệnh hại trên lúa, giai đoạn này sẽ có sự xuất hiện của bọ chỉ hay bà con còn gọi là bù lạch, nên sử dụng các loại thuốc mát phun cho lúa để không gây tình trạng nóng cho cây lúa của mình. Còn đối với ốc bươu vàng và chuột, bà con nên gia cố đê bao và dùng bả mòi để diệt ốc cũng như là chuột nhé. Chúc bà con canh tác vụ mùa bội thu. Bảo Minh, chất lượng luôn tiên phong.